Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với chuyên mục chuyện về xe. Thì thực ra hôm nay video này tôi muốn tư vấn cho anh em nhiều hơn, hơn là nói chuyện về xe. Gần đây tôi có nhìn được và thấy được rất nhiều anh em băn khoăn giữa việc mua xe điện và xe xăng. Ngay cả trên nhóm của tôi, cũng vậy trên nhóm của tôi thì rất nhiều người hỏi, lăn tăn giữa việc chọn v 5 hay là Toyota Race hay Kia Sonet hay là lựa chọn giữa V6 và Xforce hay xe tốt thì đó những cái câu hỏi đó rất nhiều nên là tôi muốn tư vấn cho anh em thực ra đặt câu hỏi đó với tôi tôi trả lời rất nhanh và rất gọn nhưng mà với một số anh em mà mua xe lần đầu thì anh em rất dễ rơi vào tình trạng là cái gì cũng muốn và không đặt cái thứ tự ưu tiên trong quá trình lựa chọn xe thế nên là tôi muốn làm video này để chia sẻ với anh em lựa chọn xe với tôi thì cái đầu tiên tôi quan tâm là sự tiện lợi nói như vậy thì không có nghĩa là xe điện nó bất tiện hơn xe xăng nhé xe điện thì uh, nó cũng có một vài lợi thế so với xe xăng thậm chí là với một số anh em ý, mà có sân rộng này có ổ cắm tại nhà này hoặc là ở các cái chung cư mà có cái chạm sạc ở dưới hầm hoặc là quanh đấy quanh cái khu đấy có chạm sạc thì nó cũng không hề bất tiện mà thậm chí tôi cho rằng là nó còn uh, tiện dụng hơn một số những anh em đi xe xăng anh em biết rồi một số những anh em đi xe xăng ý, thì thông thường sẽ đổ xăng vào lúc đi làm hoặc là lúc tan tầm đi về thì những cái lúc đó nó rất đông và mình thông thường ở những khu đội đô này chúng ta phải xếp hàng tương đối lâu thay vì như thế thì chúng ta có thể tối đi làm về chúng ta cắm sạc hôm sau lại đầy pin lại đi làm thì như vậy nó cũng là sự tiện dụng tuy nhiên với những người mà không có hoặc không được cái đặc quyền riêng như vậy thì theo tôi nên lựa chọn xe xăng tại sao tôi luôn đặt cái tiện dụng lên hàng đầu vì anh em cứ nhìn tất cả những cái sản phẩm xung quanh nhà anh em xem những cái gì tiện anh em sẽ thường xuyên dùng nó Ví dụ như tôi này, tôi làm YouTube này, tôi có khoảng 4 5 cái camera. Nhưng cái camera mà tôi dùng nhiều nhất nó không phải là cái camera đắt nhất, cũng không phải là cái camera có nhiều tính năng nhất mà là cái camera nó nhỏ gọn, nó tiện dụng nhất là thứ mà tôi hay dùng nhất. Bất kỳ cái sản phẩm gì trong nhà tôi cũng vậy. Kể cả là ô tô hay xe máy, giữa ô tô và xe máy cái nào tiện hơn thì tôi sẽ hay dùng cái đó hơn. Hoặc là đơn giản hơn là những cái cây trong nhà của tôi, những cái cây nào mà tiện lợi trong việc tưới tắm thì nó sẽ sống lâu còn cây nào mà nó để ở những vị trí khó thì thông thường nó sẽ nhanh chết nói chung là cái sự tiện lợi nó sẽ dẫn đến cái việc mà mình sẽ hay dùng nó và dùng thường xuyên nó cho đến một cái kết quả là cái giá trị tiền mà mình bỏ ra nó xứng đáng còn những cái sản phẩm mà nó bất tiện cho dù là nó đắt cho dù là nó nhiều tính năng cho dù là anh em mua theo cảm xúc anh em thích nó anh em có thể ngắm nó hàng ngày thì cái khoản đầu tư đó anh em sẽ thấy là nó không hề tối ưu và sau một thời gian anh em sẽ cảm nhận được là cái sự lãng phí ở trong đấy thực ra tôi cũng đã mua rất nhiều những cái thứ mà tôi hứng lên tôi mua nhưng mà về thực tế là tôi lại không dùng vì nó bất tiện thế nên với tôi bây giờ bất kỳ cái sản phẩm nào nó phải tiện dụng với tôi thì tôi mới mua cái ưu tiên mà tôi xếp thứ hai là cái lợi ích sử dụng cái lợi ích sử dụng này nó khác với chi phí sử dụng nhé có những cái sản phẩm chi phí sử dụng của nó rẻ nhưng lợi ích của nó đem lại nó không cao thì anh em cũng không nên mua hoặc là nếu mà nó chi phí sử dụng nó rẻ nhưng mà nó đem lại lợi ích nhiều thì tất nhiên là anh em nên mua ví dụ như một số anh em chạy taxi sử dụng xe điện đó. chi phí sử dụng rẻ nhưng mà lợi ích mang đến nhiều thì anh em nên mua xe điện còn với những người chi phí sử dụng cứ cho là nó rẻ đi nhưng mà nó nó làm anh em tốn thời gian nó mất đi những cái lợi ích khác như vậy là tổng thể lại nó giảm đi lợi ích của chúng ta thì chúng ta cũng không nên mua. Tóm lại là khi mà anh em kết hợp được hai cái tiêu chí tiện dụng và lợi ích thì anh em đã có khoảng 90% quyết định. Còn 10% còn lại thì anh em sẽ cân nhắc thêm là giá trị thương hiệu này, giá trị bán lại này và những cái option bên trong nó có làm mình thích hay không. Thì sau đó thì anh em đưa ra quyết định cuối cùng. Ok, hy vọng cái video này giúp ích được cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.